Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách muối củ cải muối Việt Nam của mình nha mọi người, và củ cải muối của hạn á. Thì củ cải muối thì mình mua từ hồi hôm tháng 12 năm ngoái cho tới bây giờ mình mới phơi, và bây giờ đã hoàn thành nè mọi người ơi. Thì mình chuẩn bị đây là 15kg củ cải nè mọi người ơi. Thì mình mua thì củ cải này nó cũng không có được đẹp á, có củ thì to to dài dài, có củ thì nó tròn mà nó bự, nó bị gãy này kia đồ, của nói chung là cũng đầy đủ loại cho người, cho nên mình sẽ muối để dành ăn nha, chứ không thể nào mà mình để mình nấu canh ăn hết cho mọi người ơi. Mình sẽ dùng muối hạt to, với 15kg củ cải thì mình sẽ dùng 6kg muối hạt to nha mọi người. Vì mình làm hơi nhiều quá, cái lượng muối mình làm nhiều thì nó cũng không có tan hết được nữa, và mình làm ít quá thì nó không có ngấm vào củ cải, cũng không có được ngon nữa nha mọi người. Thì mình cứ để một lớp củ cải, một lớp muối gì nè, khi nào hết muối thì thôi nha mọi người. Thì sau một tháng thì mình có thể mình lấy mình phơi được rồi, trong khi mình ngâm thì nó ra nước thì mình sẽ chở qua chở lại củ cải cho nó thấm nước nha mọi người. Thì cái thùng củ cải này thì đã được 3 tháng rồi nè, bây giờ mình sẽ lấy ra mình phơi nha mọi người. Vì thời tiết bên đây nó lạnh, nó đông lạnh như nhiệt độ âm luôn á, cho nên mình không có phơi được. Mình đem ra mình phơi là nó đông cứng ngắc luôn á, nó không có khô mà nó bị đông đá mọi người. Cho nên bây giờ mùa xuân là thời tiết nó ấm lên thì mình sẽ lấy mình phơi nha mọi người. Mình lựa những ngày nắng á mình sẽ phơi nha. Và trước khi phơi thì mình sẽ cho thêm một ít nước của nước muối mà nó ra nè, mình sẽ rưới lên trên cái mâm này cho nó, khi mà củ cải mình nó khô thì nó sẽ đóng cái lớp phấn của muối lên, nhìn thấy ngon lắm luôn á mọi người. Giờ những cái mâm này mình sẽ để cho cái này, cái thùng á mình để cho mình phơi luôn á. Còn bên đây là củ cải của hàng nè, thì củ cải hàng mình cũng lựa cái củ nhỏ nhất rồi đó, mà nó cũng to hơn gấp 2 như củ cải của mình á. Thì đây là sau 3 ngày nè mọi người, thì 3 ngày thì củ cải nó không có động tĩnh gì đâu mọi người, chỉ có cái nước ở dưới mà mình rưới vô thì nó khô thôi, nhưng mà cái củ cải nó vẫn chưa có động tĩnh gì á. Cái nước ở dưới nó khô thì nó sẽ tạo thành một cái lớp muối hạt lại nè mọi người. Thì mình cứ chở qua chở lại vậy đó, một ngày mình phơi cái mình chở 1 lần, cái mình đem vô, cái sáng mình đem ra, chiều mình đem vô với mọi người ơi. Mình chịu khó phơi thì củ cải mình nó lên cái phấn trắng ngon lắm luôn. Nhưng mà để vậy mình ăn cũng được, nhưng mà mình bảo quản không được lâu á, cho nên mình sẽ phơi cho đến khi nào mà củ cải rồi nó lên phấn trắng nha mọi người. Của cái hàng mình cũng chở luôn nha, cái hàng thì mình sẽ phơi lâu hơn á. Và đây là sau 1 tuần lễ mình phơi nè mọi người, thì bây giờ á cái nước muối của mình á nó đã khô và nó lên phấn trắng của muối gì nè mọi người. Nhưng mà cũng chưa có được đâu á, mình phải phơi cho nó thật là khô mình mới bảo quản được lâu á mọi người. Cái bên đây cái thùng này củ nhỏ nhỏ là mình thấy nó cũng khô hơn những cái củ lớn á. Củ cải hàng thì nó cũng khô trắng tư luôn nè mọi người. Mình phơi mà gặp nắng thì cái củ cải mình nó sẽ trắng hơn, là nó sẽ không bị đen á mọi người. Mình phơi mà gặp trời mưa này kia thì cái củ cải mình cái màu nó sậm hơn nè. Nói chung giờ mình thấy là cũng ok rồi nè. Phơi mà được cái thời tiết nó nắng gì tốt gì đâu luôn. Mình phải coi thời tiết là mình lấy hình phơi, chứ mình thấy một có nắng một ngày còn 3-4 ngày mưa đó là thôi luôn. Đó là củ cải mình nó bị đen thui lùi luôn á mọi người. Thì đây là kết quả sau 10 ngày mình phơi là củ cải nó được như thế này nè mọi người. Thì bữa nay mình thấy trời nó âm u mưa đó, cho nên mình đã đem vô nè. Và mình sẽ cắt ra cho mọi người xem nha, rồi sau đó mình sẽ đem đi phơi nữa nha mọi người. Mình cứ phơi hoài đi thì củ cải mình sẽ bảo quản được lâu hơn á. Tại giờ trời mưa cho nên mình lấy vô mình quay cho mọi người xem, tại đây làm sau 10 ngày mình phơi đó nha mọi người. 3 tháng ngâm, 10 ngày phơi nữa. Tổng cộng gần 3 tháng rưỡi luôn ha mọi người. Thì mình sẽ lấy bất kỳ cái củ nào mình cắt cho mọi người xem nha. Thì cái củ này là mình thấy ở trong nè mọi người, nó cũng nó không phải là nó đen thui mà nó cũng còn nước đấy nè, nó cũng chưa khô lắm luôn á, nhưng mà nó cái muối mình nó ngấm vô trong cái củ cải này luôn thì nó sẽ ngon hơn á mọi người. Chứ mà muối mình không có ngấm vô là nó sẽ bị xốp, bị trắng á. Nhưng mà có khi củ cải mà nó đã xốp sẵn á thì mình muối thì nó vẫn xốp bình thường, còn mà mình muối nó chưa tới muối thì nó cũng vẫn xốp nha mọi người.
không có được trong như củ nạc cải nãy nha. Còn đây là củ cải hàng, để mình cắt cho mọi người xem nha. Củ cải hàng thì ở trên cái đầu nó hơi có cái màu xanh đó mọi người, thì ở trong nó cũng còn hơi xanh xanh nè, mà mình nghĩ nó cũng giống như củ cải mình vậy đó, nhưng mà nó không có được thơm như là củ cải của mình, nó có đồ ngọt nhiều hơn đó. Củ cải hàng thì nó ngọt lắm luôn á mọi người. Củ cải này nó mặn hơn muối luôn á mọi người, cho nên mình sẽ lấy củ mình chắc sẽ chế mình ngâm với nước qua đêm cho nó ra cái chất mặn hết nha mọi người ơi. Chứ để như vậy mình nấu ăn không có nổi luôn á, mình phải ngâm nước trước khi mình nấu gì nha mọi người. Thì mình hôm nay mình sẽ nấu mì ăn nha. Rồi củ cải nó có đồ ngọt ngọt cho mặn mặn, rồi nó giòn, rồi nó dẻo dai ngon lắm luôn mọi người ơi. Xin cảm ơn mọi người đã xem hết video nha mọi người. Và mọi người hãy làm thử củ cải muối ăn, chúc mọi người thành công nha.